Xin chào anh em nha. Trở lại với đoàn ghe Thành Nghiệp thì hôm nay đó là hội tụ đủ 5 chiếc rồi anh em. Còn một chiếc đó là đủ 3 cặp ha. Thì mình sẽ lên ghe mình coi nữa để coi những chi tiết cách làm của chú Thành Nghiệp như thế nào. Nghe nói là đổi hộp tố rồi làm tùm lum hết trơn nữa. Ha, anh em theo mình nha. Chiếc này tàu đực nè anh em, tàu đực của cặp 9 tỷ rưỡi nè. Bây giờ mình ra làm sao mình coi nha, để coi như thế nào. Nghe nói là đổi hộp số đó, 16 tua nha. Ồ, ở đây mình thấy cái hộp lái lấy lên rồi luôn. Vậy là toàn bộ là lấy hộp sẽ đổi thành lái dây nha anh em. Chú xài đồ cũng lạ hơn ta là từ lấy hộp qua lấy dây. Đây mấy anh thợ máy đang làm việc. Đây cái càng cung lái đây. Lái dây nha. Chút nữa bắt vô. Nói chung là cái hộp lái gỡ ra hết rồi. Thì cái ý kiến này cũng rất là hay, là nghe nói là khi mà cái lái hộp á, nó bị sự cố ở trên biển sẽ mất cái thời gian là tới 3-4 ngày xử lý. Và trong khi đó cái lái dây á, nó mau, mau cấp kỳ luôn. Cho nên là chú Thành Nghiệp ổng làm cho nó rồi 6 chiếc. Trời ơi. Nè hộp số 16 tua nè. Sao là cậu máy vậy? Dạ anh này quản lý bên đây nha anh em, bên Thành Nghiệp. Ủa dạ lên mua cho anh em đụng xuống ra dùng tố không đợi. Ủa thùng xuống đây nè. Hết rồi, hết rồi. Cái này là tàu đực nha anh em, cặp 9 tỷ rưỡi á. Kêu điện đi. Ờ lấy nửa thùng này cũng đỡ đi, lấy nửa thùng này. Bên đổi hộp tố á, rồi cho nên là phải làm cái chân nền máy rồi nha anh em. Ảnh đang hàng ở trong, hàng chân nền máy lại. Còn anh quản lý thì anh đang cầm cái cây súng nước để anh chuẩn bị canh ha. Phải kỹ càng cái khâu này ha. Đi quay gì cũng học được nhiều cái hay. Đó, cái hay là ở đây nữa nè, cũng đúng. Nhiều cái nói cũng đúng lắm. Rồi bây giờ đi lên nha. Đi qua bên chiếc bên kia. Anh em theo mình, đi qua chiếc tàu cái bên kia nữa. Thì bên chiếc tàu cái mấy anh thợ keo đang sơn cái phần bon lại nha anh em. Sơn lại hết cho mới. Đây nè, cái ống cuốn dây nè. Đó. Để không lấy dây đó. Bây giờ mình sẽ qua đây, vô hầm máy mình coi. Đó. Thấy không? Hộp lái đã gỡ lên hết. Hộp số 16 tua nha anh em, thay gọi luôn rồi nha. Rồi. Xong, bây giờ mình qua bên cái chiếc 4 tỷ 8 nữa. Anh em đi theo mình. Tôi chưa có bắt cái càng cung. Đây càng cung của nó đây. Mình thấy mấy anh cũng đang ngồi chơi bấm điện thoại trong đó nữa kìa. Mấy anh này thì làm cũng tội nghiệp mấy ảnh quá. Hút máu quá vậy anh. Anh ơi, anh hút máu quá vậy. Anh bấm điện thoại nữa hả? Sao ní tình trạng này sao ní? Thấy mấy anh kia ngồi chơi quá ní. Người nào ngồi sàng lọc lại cho nghỉ hết. Vậy hả? Sàng lọc lại cho nghỉ hết luôn phải không? Ừ. À. Hầu mà. Trời nghe nói ảnh xuống dòm dòm kìa nó. Giờ mình sẽ đi qua cái chiếc 4 tỷ 8 này. Chiếc này là đẹp nhất nha anh em. Đi ra sao mình coi. Đó.
cái máy đèn gỡ ra rồi. Rồi chuẩn bị đấu hộp số vô. Nè, anh đang có bánh chớn nha nè. Chút nữa đấu vô hộp số 16 tua. Xài chuyên dịch 5 cánh. Lúc trước là mình có quay cái clip là đi lại xưởng chuyên dịch đi đó. Đang lắp keo bổ trâu. Ủa, có hút máu đâu nha, tôi dưới dọn á. Hết giờ làm việc rồi hả anh? Ê, sáng giờ, hết giờ làm việc rồi nghe, không hút máu nha. Đừng quay, đưa lên, nó hút máu chết luôn à. Ờ, sơn hầm đây luôn. Đó. Rồi sơn hầm này là tiền nước sơn không là mười mấy triệu. Tiền công luôn. Này thì chắc ngày mai sơn quá. Mài hết rồi nè. Đó, siêu phẩm 4 tỷ 8. Sửa ra là 5 tỷ mấy. Cái nữa sơn còn gom hết nè. Đó. Cặp 9 tỷ rưỡi nè. Cũng đang sơn lại luôn. Vài ngày nữa là lên dựng cẩu nha anh em. Còn ở bên đây là đó, mấy anh thợ mộc đang làm lan can lại. Bây giờ mình qua bên đó nữa nha. Đi theo mình. Đó, lần lại hết. Mấy cái lô bả nè, đỡ ra hết. Thay mấy cục nhôm mới. Vài ngày nữa thì nó sẽ mướt thôi. Mấy anh thợ mộc thì đang xử cù nha anh em. Bây giờ mình sẽ lên coi nữa nha. Vẽ tên hết rồi. Đang làm cái dàn hầm rồi nha anh em. Dàn nắp hầm rồi. Đang làm lan can nha. Mấy phần này thì tận dụng lại. Tại vì còn tốt quá. Sơn nữa là xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Gom lại còn sáu hầm. Hầm đôi. Quay cho thằng thợ chẳng kìa. Chia hầm ra mình làm lại cho nó điều. Rồi, làm nắp hầm nha anh em. Tại vì cái này phải làm mới lại hết rồi. Nó phần nắp thì giữ lại. Nắp một nắp vậy là cũng mấy triệu nha anh em. Cho nên không có bỏ đâu. Cái nào bỏ là bỏ chứ. Lấy chứ. Bỏ hết thì mệt. Cái nắp hầm đó nó không như tiền thiệt nhưng mà cái tiền công. Ừ. Tiền lắp keo. Thì mấy triệu đó anh. Một cái bèo lắm, cũng gần 5 triệu bạc một cái đó. Ừ. Nửa tiếng nữa hết giờ nha. 4 giờ rồi đó. 4 giờ rưỡi mới hết giờ. Về cái phần cái chiếc 3 tỷ 9 nè anh em. Hôm nay mình thấy mấy anh thợ keo có mài hầm. Rồi chắc có sơn hầm lại giống mấy chiếc kia luôn. Rồi sơn vàng bon lại luôn. Sơn mới hết mà.
tiền nước sơn không là mấy chục triệu chiếc này, công nước sơn. Sơn thì sơn keo nha, chứ không phải sơn thường nha. Sơn dầu thì nó rẻ. Đâu phải muốn sơn là sơn đâu. Có nhiều bạn nói với mình ở ngoài miền Trung á, sơn. Đúng là sơn ngoài đó thì nó to sơn dầu, còn này là sơn keo. Một chiếc mấy chục triệu lận. Sơn một chiếc ghe có thể mua được một chiếc xe máy rồi nha. Ba mấy. Nó ở đây nhìn qua nè. Đó, ba chiếc. Chiếc này đúng đẹp. Đang cưa nha anh em. Qua văn. Vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hôm nay sơ lược cho anh em coi chơi thôi. Ghe có chú hình nghiệp là phải mướt. Cách xài đồ cũng khác người ta nữa. Từ lấy hộp xuống lấy dây. Đó. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại nha. Đến đây thôi, vài bữa tiếp theo.